Hello xin chào toàn thể anh em nha, hôm nay là ngày 21 tháng 5 uh, năm 2024 Anh em bây giờ đã tới mua cắt cỏ cho anh em, hôm nay thì cả hai chúng em thanh lý cho anh em hai con máy cắt cỏ nòng lớn để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước này anh em Đấy, giá thành thì cực kỳ rẻ luôn anh em nhá uh, Một con là nòng 36 ly, một con và nòng 40 ly Con này thì nó là hàng máy, uh, máy cũ đã qua sử dụng rồi này Đấy, giá cực kỳ rẻ nhá và con này thì nó là hàng máy mới 100% Hàng này thì hàng Hukaman 541 Hôm nay bán thanh lý xả kho cho anh em giá cực kỳ rẻ luôn Đấy Con đầu tiên là con B1 cho anh em này Anh em nào mà sử dụng uh, Về sử dụng cắt ít Tiệc uh, lâu lâu mới sử dụng để phê phát cỏ đấy ạ Một con máy nòng 36 ly nhá Có tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em Giá 950 ngàn thôi Quá rẻ anh em nhá Anh em nào muốn muốn lấy thì bảo anh muốn mua cái con B1 là được Con này thì nó là hàng máy cũ đã qua sử dụng rồi còn nếu mà anh em thích thì có thể lấy cái con máy 100% hàng máy mới kia. Nếu mà anh em mới có nhu cầu sử dụng nhiều, tần suất cao. Nói chung là về phát liên tục đấy ạ. Đấy thì anh em lấy cái con B2 kia cho cả hàng chúng em. Con này thì nòng của nó là 36 mm và con này thì sử dụng tung to nha, cần rời này, cần rời với máy này. Con này sử dụng cần rời nhá. Đấy, côn là côn to, lòng 36 ly công suất 33 cc. Nói chung con này thì có thể phát cước được rồi. Ờ à... Đây cái này là cái cùm của nó rất là dày dặn nhá. Tay ga này hết tay ga bóp này. Đấy, đầu bò của nó đây. Ống cần là ống cần 28 nhá anh em. Thấy không? Đó, có công tác đầy đủ hết cho anh em giá 950 rưỡi quá rẻ đúng không anh em. Đây. Đấy, dần vẫn là đang đổ ngon lành hết nhá. rất là đang êm Đấy. anh em nào mà anh em nào mà về sử dụng ít uh, lâu lâu mới sử dụng mà cần một chiếc máy cắt cỏ hàng cực kỳ rẻ này thì con này quá là hợp lý rồi anh em nhá không có chê điểm gì nữa rồi đúng không Đấy. rồi qua con uh, b 2 này còn nếu mà anh em với cái tần suất mà sử dụng nhiều thì anh em lấy cái con máy mới 100 trăm này của hàng chúng em con này thì cửa hàng chúng em hàng này thì nó là hàng đời mới anh em nhá hàng đời mới luôn 541 Ukama 541 con này thì nòng của nó lên đến 40 mm luôn, to hơn cả cái con B1 kia nữa. Con này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, một ngày một ngày hốc khoảng 2 lít xăng trên một ngày. 2 lít xăng trên một ngày anh em nhé, có chụp giật trợ lực đầy đủ này. Ờ nòng 40 mm công suất 40 cc có chân chống sắt đầy đủ bảo vệ bình xăng nhé, Đấy. Đó, một con máy hệ đời mới cho anh em luôn Phụ tùng thay thì rất là nhiều Máy này là máy mới 100% cho anh em Đang bán giá 2 củ 2 2 triệu 200 ngàn bao ship cho anh em Đấy, thành lý như con này Nếu mà anh em mua ngoài cửa hàng Giờ phải tầm khoảng 3 triệu là ít Hôm nay để lên Tại vì em nhập được tận công ty Nên là nó sẽ có giá thành tốt nhất cho anh em Đây, đầu bò là đầu bò dày dặn nha Ống cần, ống cần 28 Ống cần 2 ly không 541 dòng này thì nó được lấy thiết kế giống như kiểu là Humana 541 của Thụy Điển đấy anh em Nhưng mà bây giờ cái con Humana 541 nếu mà anh em động mà anh em mua thì nó phải tầm khoảng hơn 6 triệu Còn con này cả hàng chúng em đang bán với giá 2 triệu 2, 2 thôi 2 triệu 2, 2 anh em về phát một tuần là lấy lại được vốn nha Nếu mà anh em nào mà đi phát thuê phát mướn đấy ạ Con B2 này anh em lấy thì sẽ tặng kèm cho anh em đầy đủ phụ kiện cho anh em Là 5 món phụ kiện như kiểu dao này, ổ phát cước này Dây đeo, chắn cỏ, bộ đồ nghề đấy là như thế và bao ship cho anh em nữa nổ rất êm nha hốc có 2 lít xăng trên ngày thôi đấy. tay ga tay ga bộ đầy đủ hết cho các anh em này đấy bọc bóng còn đầy đủ hết này đó con này thì nó lọc gió là lọc gió hai lớp luôn nhá, giống hệt rằng Humana 541 luôn anh em không cần phải lan tan. Đấy, lọc gió lọc gió hai lớp luôn. Anh em nào mà sử dụng hoặc am hiểu nhiều thì anh em biết con này thì em chuyên bán cho anh em về sử dụng phát thuê, phát mướn, phát khoán đấy ạ. Hoặc là anh em nào về sử dụng với tần suất rẫy nhiều thì lấy con này quá hợp lý luôn. Đấy, giá bán quá rẻ rồi anh em. Không còn điểm gì chê nữa rồi nhá, tặng kèm đầy đủ này, bao ship cho anh em. Rồi đấy và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em hai con máy cắt cỏ anh em ưng con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng nhá. Anh em nào mà ưng con nào thì chỉ bảo là anh muốn mua cái con B1 hoặc là con B2 là được anh em nha. Xin chào toàn thể anh em.